abitavi? Mày cởi quần ra mút đọc đi. Đâu đi bên nào? Ra bên này hay bên này thôi. Hả? Ra bên này đúng không? Đây là ai? Bây giờ nó chỗ này mà nó kiểu ngập nước này. Chụp ảnh lên nè mày. Nhưng mà đi lên cái kia đã. Trong ấy nhiều con lắm, đi đã. Thôi đi vậy đi. Không vào ông đấy, đi ra cột mốc đã. Ra chỗ thuyền đã. Vào đây đầy con gì nó lại đốt cho. Anh ngồi đây ăn dừa đi. Thôi đi ra ngoài đi. Mà nó phải ngấm nước mới đẹp em ạ. Thế là anh nhớ là hình như nó chụp vào đây này. Bây giờ nó không xanh ấy. Chú ca Thảo Hương đứng sang bên kia.